Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách làm thế nào để chọn một cái dây chạy khi mà các bạn chưa biết được là chọn như thế nào nữa. Thì thường ấy thì là thường thì khi mà mình bắt đầu chạy thì mình sẽ chọn là một trong hai dòng, một là dòng dây chạy Adidas, hai là dòng chạy Nike. Về cơ bản thì dòng giày Adidas và dòng giày Nike đều là những cái dòng giày chạy khá là tốt, là top 1, top 2 của thế giới. Nhưng mà hiện tại thì là dòng giày Nike thì là giày chạy sẽ êm chân hơn và độ nảy tốt hơn. Đấy. Nhưng mà cũng tùy vào cái mức độ và mức tiền của những đôi giày. Thì hiện tại mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái số dòng dây này để các bạn có thể là chọn để chạy. Thì trước tiên là mình sẽ giới thiệu cái ví dụ khi mà các bạn mới bắt đầu chạy thì các bạn nên chọn những dòng là Fly 3 hoặc là Gravity. Các bạn chạy những dòng này về cơ bản là những dòng chạy để tập luyện thì cái độ bền của nó khá là tốt. Ví dụ tôi đây, đây là đôi Fly 3. Những cái đôi này thì chạy thì các bạn có thể chạy được hơn một nghìn km thì mới thấy này đấy, hơn 1.000 km mới phải thấy này. Về cơ bản thì dòng này thì là cũng là điện carbon và giúp đồ này khá là tốt, có điều thì sẽ nặng hơn những đôi giày, những đôi chạy đua, đôi Nike và Alpha Fly thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là đôi giày tập luyện rất là tốt. Nếu các bạn mà có nhu cầu thì là đi đôi này cũng được. Hoặc nếu giá tốt hơn thì các bạn nên mua cái dòng Gravity tập luyện cũng được. Nhưng mà dòng Gravity thì là sẽ có cái độ bền thấp hơn cái dòng Fly 3 này. Còn khi mà các bạn đã có cái dòng Fly 3 này rồi ấy, thì mình xin giới thiệu là các bạn về một dòng Nike. Đây là đôi Nike thì là khi các bạn muốn đã có dòng Fly 3 là Gravity, các bạn muốn một cái dòng nhẹ hơn và chạy tốt hơn, êm hơn, nhẹ hơn đấy, thì các bạn chạy dòng này. Đây là bản Tokyo. Bản này là bản của năm 2020, bản Tokyo, form mẫu thì là và form mẫu của Nike là sản xuất năm 2019. Thì đôi này đều là rất là nhẹ, một đôi này như thế này thì chưa đến trong khoảng 5kg, chưa đến 500g. Các bạn khi mà các bạn sơ đôi này thì nó còn nhẹ hơn cả đôi giày Bata của mình nhé. Dòng này về cơ bản thì là rất là khá rất nhiều vận động viên sử dụng cái đôi này, giống như kết chốt năm ngoái cũng sử dụng đôi này, rồi Bekele đều sử dụng đôi này. Sẽ đi một chân sẽ
Đây là dòng giày thể hiện 2009 của Nylex, gọi là thể thao. Nylex rất là êm, êm chân. Đấy, mà khi mình đã có cái dòng giày trong giày tập rồi thì các bạn mới mua thêm những cái dòng giày mà để mà thi đấu, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một dòng giày thi đấu nữa. Đây là đôi Alpha Fly, đôi Alpha Fly là đôi thế hệ mới nhất, mẫu mới nhất. Đây là mẫu này là mẫu số 1 thế giới hiện tại, và mẫu Nylex mà mình đang đi đây là mẫu số 2 thế giới. Thì mà mẫu 2 Alpha Fly thì đặc điểm của mẫu này ấy, là phải đế rất là dày, đế rất là dày, đế này là 2 phân 9, gần 3 phân. Các bạn mà đi đôi này thì sẽ cao hơn 8 là nhiều đấy. Alpha Fly, khi mà các bạn đã có đôi Turbo hay là Fly 3 hay là Fly Master, hoặc là nếu có cả hai thì càng tốt. Mình sẽ thử lên chân hai đôi giày siêu phẩm này để các bạn xem, và mình sẽ cho các bạn cái cảm nhận của mình về hai đôi giày này. Thì dòng này thì là đi nó khá là nếu mà cái đồ này thì ra thằng ở chỗ cái đôi giày Alpha Fly thì cái đồ này tốt hơn. Nếu mà để mà cái sự linh hoạt ấy thì mình thấy là đôi này nách ấy, có sự linh hoạt hơn. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.